Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Zippo Army and Vespa ha. Duy đang tút lại cái bộ bàn ghế 2.000 đô của Duy. Gọi là tút lại để cho nó dễ bán hơn anh em. Vì cũ quá cũng nhiều người ngại về không biết làm sao cho nó mới ha. Thì tút lại một cách là để mình làm cho cái bộ bàn ghế này nó mới hơn một xíu. Và Duy chỉ cho anh em một cái thủ thuật rất đơn giản để tút những cái bộ bàn ghế này. Anh em có thể ra mua cái hộp ski Winnow và một cái bàn chải này thôi. Mình không nên phủ bóng anh em, bởi vì cái đồ phủ bóng á, bây giờ á, nó sẽ không phù hợp với một cái bộ đồ xưa có từ thời Pháp như thế này. Trải qua nó giá trị ở vì nó trải ra cũng cả mấy chục năm rồi, từ thời Pháp đến giờ tính ra cũng gần cả trăm năm rồi anh em. Mà mình để mình phủ bóng nó thì nó sẽ mất cái giá trị đi ha. Nên chính vì vậy thì nó đã lên nước thời gian, đã tạo nên cái vết xưa như thế này thì mình chỉ tốt nhất là mình nên đánh xi lại thôi. Và xi này nó có một cái là anh em biết rồi, nó sử dụng trên quần áo, trên giày da, trên nón mũ, trên nhiều đồ của mình thì chất của này không độc và nó không có mùi. Chính vì vậy anh em dễ dàng sử dụng hơn và nó không quá nặng màu. Nó khi anh em vệ sinh thì giống như là một hình thức là mình phủ lên cho nó một cái lớp mà màu nhẹ nhưng mà vẫn là màu thời gian, vẫn là màu rin của cái món đồ này, và nó chỉ làm tôn bật lên cái nét thời gian của cái món đồ hơn thôi. Ha, tôn bật thêm cái đường nét của cái món đồ, đặc biệt là những cái món đồ chạm chỗ như này, những cái nét sâu này, thì anh em lấy bàn chải cọ kỹ vô những cái nét này thì nó sẽ rút cái màu của nó vô, nó làm cho cái đồ nó bật nổi bật lên. Và cái hai là qua cái bàn chải này cũng là một hình thức mình chà đi cái lớp bụi thời gian của nó, làm cho cái món đồ nó mới hơn ha. Đó, anh em chịu khó là đưa vào những cái cạnh một tí xíu và cái chỗ nào nó dày quá thì mình chấm ha. Đương nhiên là không đánh quá dày nha anh em, đánh vừa đủ thôi anh em, đừng đánh quá dày, nó phí xi. Và cái thứ hai là nó cũng không thực sự hiệu quả. Cái hiệu quả cuối cùng của cái đồ là mình chỉ làm cho nó nổi lên những đường nét của nó bắt mắt và sạch sẽ ha. Đây là cái này Duy đánh nãy giờ rồi và Duy dọn nãy giờ rồi, Duy sẽ để nó qua một bên, Duy lấy cho anh em coi cái ghế chưa dọn. Thì anh em sẽ thấy đây là một cái ghế chưa dọn và anh em sẽ nhìn thấy là hai cái khác biệt nhau hoàn toàn. Thấy chưa? Cái này nó sậm màu và là đến đẹp, còn cái này trắng không có. Thì trước khi mà lau dọn này thì anh em lên lấy khăn ướt mình lau sạch sẽ trước lớp bụi của nó đi để mình quánh xi, nó sẽ hiệu quả hơn ha, là đỡ tốn xi hơn, rồi sau đó mình mới hẳn lau. Nhưng mà phải trước khi mà quánh xi phải để cho nó khô nha anh em. Đây là cái cách mà Duy hướng dẫn cho anh em là để tự tút lại những cái món đồ gỗ trong nhà của mình, đặc biệt những món đồ xưa mình không muốn sơn phủ lớp dầu bóng lên thì mình đánh xi anh em ha. Những cái bức tượng gỗ mộc hoặc là những món đồ để mộc thì mình cứ đánh xi kiwi, ra bất cứ hiệu sách, bất cứ chỗ nào cũng đều bán hết. Và một cái bàn chải thế này thường thường là nhà sách họ hay bán nhiều nhất anh em, hoặc là chỗ bán đồ dụng cụ thể dục thể thao rồi này nọ, hoặc cửa hàng đồ áo da ha. Và mình cứ tút thôi, một hộp này có thể quánh được cả bộ bàn ghế đó anh em. Và giá của bộ bàn ghế này Duy có đăng lên kênh của Duy rồi, sau khi dọn sạch sẽ giao tận nhà anh em là giá 2.000 đô. Anh em nào thích thì cứ gọi điện trực tiếp Duy, còn nếu mà anh em tự đến mua, tự vận chuyển này nọ thì giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Call trực tiếp Duy để nắm giá cụ thể anh em ha. Và đây là một bộ bàn ghế có từ thời Pháp, được lấy từ những cái biệt thự cổ ra, không phải Duy đi lấy, Duy đi trộm cắp đâu nha anh em. Ngày xưa những cái biệt thự cổ thì khi thống nhất đất nước thì vào cấp cho người này người kia, thì có những người họ giữ gìn, họ cất, họ xài kỹ đến bây giờ, rồi nhà họ xây mới được, hoặc là con cháu họ qua bao nhiêu đời bán qua bán lại đến tay mình ha. Và đây là một bộ bàn ghế rất là đẹp, nghe đâu là từ trong dinh, vì trong dinh một hiện tại đang có chân những cái tủ rất giống cái mẫu chạm chỗ như thế này ha. Ok, và giá bộ bàn ghế này là 2.000 đô, gồm một cái bàn và 6 cái ghế. Anh em có thể xem lại clip cũ của Duy ha. Giờ thì Duy tiếp tục tút xi cái bộ này cho nó mới một tí xíu, rồi kể cả sau khi mà chưa sử dụng đến thì anh em kiếm một cái lớp vải hoặc mịch ni lông phủ nó lại để cho nó luôn luôn mới ha, để đến tay người tiêu dùng là mới nhất. Và cái gì cũng vậy, đương nhiên là lấy tiền người ta thì phải xứng đáng với những cái gì người ta nhận được anh em ha. Duy bán ra đương nhiên Duy vẫn bao quay đầu nha anh em nha. Có nhiều người bán ra không quay đầu, chứ riêng hàng của Duy bán ra Duy vẫn bao quay đầu cho anh em. Tùy theo giá anh em mua thôi, Duy vẫn luôn bao quay đầu ha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em.